À, xin chào các bạn, thầy Hán Con Dự đây Và trong video này thì Dự thế hướng dẫn các bạn cách để viết bài SEO trên Internet lên top 1 Google Thì SEO trên Internet của một Google nghĩa là cái gì? Ví dụ như bạn search là gì ạ? À? Là sách phụ nữ khởi nghiệp đi Google bạn search là sách phụ nữ khởi nghiệp đúng không nhỉ? Đây, thì nó ra cái trang web của mình đầu tiên Hoặc là search một cái từ khóa không phải liên quan đến sản phẩm của mình nhá Và search bây giờ là từ khóa là là doanh nhân thông tin là gì thôi tức là từ khóa mà khách hàng tiềm năng họ hay tìm kiếm ấy, thì nó cũng ra ngay trang web của mình, thì đấy gọi là seo đúng không nhỉ? Và sau này bạn muốn tuyển thành viên vào đội nhóm, thì bạn viết những cái bài là à, bí kíp bán hàng online, cách bán hàng trên facebook, những cái bài viết của bạn đánh đúng vào vấn đề của những thành viên đang quan tâm về bán hàng online thì họ sẽ tìm kiếm, họ sẽ vào đọc và từ đó thì họ sẽ dễ dàng trở thành thành viên đội nhóm của bạn. Đấy. Hoặc là bạn muốn bán sản phẩm, thì bạn sẽ seo những cái từ khóa liên quan đến tên sản phẩm của bạn liên quan đến công dụng sản phẩm của bạn và người ta tìm kiếm và thấy thì đấy là một lợi thế vô cùng lớn để bạn có khách hàng tự động thì bây giờ thầy dự sẽ cho bạn cái checklist seo trước đây để viết một cái bài chuẩn seo seo là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nhá tức là mình viết làm sao đó để còn người ta tìm trên mạng là thấy mình đấy, hiểu đơn giản như vậy thôi search engine optimization optimization 5 yếu tố Thứ nhất là từ khóa cần phải xuất hiện là tiêu đề bài viết. Thứ hai từ khóa cần xuất hiện là 100 từ đầu tiên của bài viết. Thứ ba từ khóa cần xuất hiện là 100 từ cuối cùng của bài viết. Thứ tư là bài viết nên được chia làm 3 phần 4 đoạn, mỗi đoạn có một câu chốt ở đầu đoạn và nó có thể chứa nguyên văn hoặc một phần từ khóa. Năm là trong quá trình viết nội dung hãy để từ khóa hoặc một phần từ khóa xuất hiện là các đoạn, mỗi đoạn xuất hiện một hai lần. Và lưu ý với những người mới bắt đầu thực hành viết bài chuẩn SEO này thì nên chọn các từ khóa dài từ 6 đến 10 từ đơn. Ok, cái tài liệu này tí nữa thầy dự sẽ có thể viết bổ sung thêm và thầy dự sẽ để ở phần dưới phần ô comment cho cái video này nhá. Nếu bạn đã xem trên YouTube thì bạn đăng ký kênh YouTube của thầy dự. Sau đó bạn kéo xuống phần comment thì sẽ nhìn thấy thầy dự đặt một cái comment có chứa link của cái tài liệu này. Bạn cũng comment vào đó để xác nhận mình đã xem nhá. Và bây giờ thầy dự sẽ chữa một số bài của các học trò nhóm kèm một năm của thầy dự. Họ đang miệt mài thực hành. À. các bạn ấy rất là chăm chỉ, những người phụ nữ rất là bận rộn và phải học thêm một cái kỹ năng mới đó là kỹ năng viết bài trên internet đây là từ từ chữa của bạn ấy. bạn nào trước đây của bạn thảo trước hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín đây là một bài viết seo của bạn ấy xem từ khóa của bạn ấy là gì nhá từ khóa của bạn ấy là cách vệ sinh vùng kín rồi chúng ta sẽ chưa bài cách vệ sinh vùng kín Bây giờ chúng ta sẽ ấn Ctrl F để đưa cái từ khóa này vào Cách vệ sinh vùng kín Enter Ok, hãy xem sự phân bổ từ khóa này như thế nào Hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi viêm nhiễm Ok, được Tiêu đề chứa từ khóa, được chưa? Đáp ứng thế nào? À, cái này đang chưa đáp ứng được cái Nên từ 6 đến 14 đơn Bởi vì sao nhỉ? cách vệ sinh vùng kín mới được có 5 từ rồi đó thì nếu như nó là 6 từ trở lên thì tốt hơn nhưng không sao cả cái đấy là phần nâng cao phần nâng cao thì sẽ có video tiếp theo nhé bây giờ giả sử cái từ khóa này bây giờ thì yêu cầu là 6 nhưng bạn ấy viết có 5 từ ghép với nhau rồi cũng được rồi tạm chấp nhận này hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi viêm nhiễm rồi xuất hiện ở đây rồi tiếp khi vùng kín bị viêm nhiễm bên cạnh việc đất xuất theo chỉ định ok cách vệ sinh vùng kín hai từ khóa được nhắc lại ở đây thì cái vùng từ đây trở lên nó có thể thuộc 100 từ đầu tiên rồi đúng không ạ à? nhưng lời khuyên của thầy dự là nếu mà làm tốt hơn ấy thì nên để cái từ khóa cách vệ sinh vùng kín là làm sao để đẩy lên được cái cái đoạn đầu tiên này hoặc là có phải phát triển thêm một cái số cái từ nữa sau đây này để cho cả cái đoạn đầu tiên này này dù nó là 100 từ hay là có 80 từ thôi thì nó cũng chứa cái từ cách vệ sinh vùng kín này ở cái cái đoạn phía trên này luôn. Ok. Thì nó sẽ tốt hơn, còn như thế này cũng tạm được rồi. Coi như đảm bảo được cái checklist số 2 là từ khóa xuất hiện ở 100 từ đầu tiên của bài viết. Bây giờ xem cái cuối cùng, cái hông dưới cuối cùng luôn. Là không có đúng không nhỉ? Không có từ cách vệ sinh vùng kín ở dưới này đúng không? Thì bây giờ chúng ta viết xong rồi muốn có ở dưới này thì vô cùng đơn giản thôi. Bạn chỉ cần gì ạ? À? Là trên đây là bài viết để trả lời cho câu hỏi cách vệ sinh vùng kín mà các chị em đang tìm kiếm ở trên Internet. Đây chỉ là một trong những cái bài viết vô cùng quan trọng để giúp chị em thực sự được thoải mái, tự tin hơn với vùng kín của mình. Hãy đón đọc những bài viết tiếp theo mà Thảo chuẩn bị xuất bản nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy thì mình lồng cả tên của mình vào đấy cái cái gọi là cái cá nhân hóa của mình vào đấy mà vừa lồng được cái từ khóa ở phần cuối đi thôi hiểu không nhỉ rồi vậy là cái thứ ba này chưa được bây giờ bài viết nên chia được 3 đến 4 đoạn mỗi đoạn có một câu chốt chứa nguyên văn hoặc một phần từ khóa bây giờ làm như nào xem nó có chưa nhá đây đây câu chốt của bạn này đây hướng dẫn cách vệ sinh hàng ngày đúng cách thì cái này đang chưa không nhớ từ khóa thì hơi phí thì ở đây là gì ạ? À? Là hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín hàng ngày đúng cách. Đấy. Ở đây là Ở đây là gì ạ? À? Hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín trong những ngày đèn đỏ đúng cách. Đấy, thiếu từ vùng kín vào đây từ khóa mình nó thiếu. À, hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín thông thường hàng ngày. Đấy hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín trước và sau khi tiêm nếu không bị viêm nhiễm đấy lòng từ khóa đấy vào đó thì là chèn vào những cái này thôi là được chèn vào những đây gọi là những cái tiêu đề chính à những cái ý chính đúng không nhỉ tiêu, tiêu đề chính ở trên này đây là những cái câu chốt của những cái ý chính viết xong câu chốt này rồi ví dụ ở đây là hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín này đúng cách nhá thì trong cái đoạn này này đó trong cái đoạn này này thì bạn hãy cố gắng để còn có thể là cho một phần từ khóa vào ví dụ từ khóa gốc của bạn là cách vệ sinh vùng kín đúng không nhỉ thì ở đây là gì ạ à? thì ở đây là bạn ở đây là có nhắc lại cái từ cách vệ sinh hoặc là bí kíp vệ sinh vùng kín đó tức là nhắc lại khoảng tầm 60 đến 80 90 phần trăm số lượng cái từ khóa gốc của mình để nó đan xen ở trong này này chỉ cần một đến hai thôi chứ không phải gói ép đâu nhá bạn viết hết sức tự nhiên chứ không gói ép thì nó sẽ tốt hơn rồi đoạn này cũng thế là đoạn rất là dài rồi đúng không nhỉ? Vệ sinh vùng kín. À đây rồi, các bạn có khá nhiều từ vệ sinh vùng kín rồi. Thì bạn có thể là có một cách nữa là bạn vệ sinh cô bé, bí kíp vệ sinh cô bé. Tức là thay từ vùng kín lên từ cô bé, tức là thay bằng những từ đồng nghĩa thôi thì cũng được. Đấy, để làm cho bài viết của bạn nó thực sự nó có sự linh động và người đọc người ta cảm thấy không bị nhàm chán thì lúc đấy cũng là chuẩn SEO rồi yên tâm nên bản thân mình đọc mình phải thấy thích đã nhá trong quá trình viết nội dung hay để từ khóa hoặc một phần từ khóa ở đây thêm bổ sung thêm nữa là hoặc là cái từ khóa đồng nghĩa xuất hiện ở các đoạn đấy đấy đây là các đoạn là tốt rồi tốt rồi thế bây giờ có một góp ý nhỏ về cái bài này nữa đó là các bạn nên làm gì đây? Ok, nên đặt cái tiêu đề hấp dẫn hơn, ví dụ hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi viêm nhiễm. Thì bạn sẽ làm tuyệt vời hơn bằng cách gì ạ? À? Bạn sẽ làm tiêu đề là gì ạ? À? Là hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi viêm nhiễm mới nhất 2020. Đấy. Là hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi khi viêm nhiễm. À, gạch ngang. Gạch ngang là gì ạ? À? Lời khuyên từ chuyên gia. Đấy. Hoặc là gạch ngang là lời khuyên từ một người đã trải nghiệm. Đấy, lời khuyên từ một người đã từng trải nghiệm. Ở đây từ hướng dẫn bạn có thể thay bằng từ gì à? Quy trình 8 bước hoặc là quy trình hoặc là checklist, danh sách 4 bước hoặc là danh sách 8 cách vệ sinh vùng kín. Thêm cái cái con số ở đây này ạ. À? viêm nhiễm. Tức là làm sao để cái cái tiêu đề của mình này nó dài hơn một tí nữa này và nó có những cái từ khóa mà khiến người ta thấy ờ ừ, đúng rồi, nó rất là có cảm xúc ấy. Thì cái tiêu đề có cảm xúc là cái tiêu đề mà thường là có con số. Đúng không nhỉ? có từ quy trình, có từ danh sách những việc cần làm. Những điều cần làm. Và có những từ mang tính trend ví dụ như sắp đến là dịp Tết 2020 hoặc là từ khóa là mới nhất hoặc là cực kỳ đơn giản. Hoặc là nhanh, hoặc là tiết kiệm hoặc là miễn phí, kiểu vậy. Ok, chúc mừng bạn uh, Thảo. Thì bài này bạn cũng làm được đến 60 70% rồi. Tối ưu thêm, sửa thêm theo những cái gì mà thầy dự vừa chỉ dẫn thôi là bạn sẽ có một bài vô cùng tuyệt vời. Và Thảo hãy chuẩn bị sẵn 3 đến 4 cái ảnh nhá. 3 đến 4 cái ảnh để chuẩn bị sẽ được hướng dẫn là đừng cái bài viết này, đưa bài viết này đăng trên web. Như thế nào? Chèn ảnh như thế nào? Chèn thêm một cái video nhỏ như thế nào. Đó, thì còn ảnh và video nữa. Thì em hãy chuẩn bị sẵn là quay một cái video về đúng cái nội dung này đi. Bật điện thoại lên quay. Chào các bạn hôm nay Tảo sẽ hướng dẫn các bạn à, 8 cách để vệ sinh vùng kín khi viêm nhiễm. Và thực ra là em chỉ đọc lại y nguyên như này thôi nhưng tạo ra một cái video đăng lên YouTube để chuẩn bị lúc nhúng vào đây nhá. Chưa, chưa đến phần đấy. Sau giờ các bạn sẽ được hướng dẫn. Và bạn nào đang xem video này ở trên YouTube mà muốn được xem à, cái video tiếp theo hướng dẫn về cách đăng lên trên web như thế nào, tối ưu nó như thế nào, chèn ảnh như thế nào thì bạn hãy kéo xuống cái phần dưới phần comment. Thì dự sẽ để đường link ở dưới đấy. Đừng quên đăng ký kênh YouTube rồi xong bạn thứ nhất là bạn Thảo <laughs> Bây giờ chúng ta đến bạn số 2 Bạn số 2 Là bạn điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Là của bạn bông đúng không? Bây thầy dựa xe Điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Đây Thì từ khóa của bạn ấy là điều trị tận gốc bệnh Điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Thì cái tiêu đề như này nó trùng với từ khóa luôn thì hơi phí Tiêu đề nó cần phải dài nữa ra Điều trị tận gốc bệnh viêm xoang. Đấy thì kiểm tra như này nên chữa bài các bạn rất nhanh đúng không nhỉ? Rồi, tiêu đề có chứa từ khóa rồi, rất tuyệt vời. Nhưng tiêu đề này thì hơi ngắn. Thì bạn có thể đặt là gì ạ? À? Là bí kíp hoặc là kinh nghiệm. Kinh nghiệm điều trị tận gốc bệnh viêm xoang. có thể ghi lên tên bạn vào. Ví dụ kinh nghiệm nếu bạn là người có gì ạ? À, có trải nghiệm thực tế rồi, tức là bạn đã bị viêm xoang rồi thì bạn hoàn toàn có thể viết là kinh nghiệm điều trị tận gốc bệnh viêm xoang từ Hoàng Bông. Đấy. Tức là từ một người nào đó có tên người đấy thì bài viết đấy cũng sẽ khiến người ta rất là tò mò. Đó. Hoặc là gì ạ? À? Bí kíp điều trị tận gốc bệnh viêm xoang. gạch ngang chia sẻ từ Hoàng Bông. Thì có thể là Hoàng Bông chưa phải là chuyên gia kết quả nhưng hoàng vẫn nghiên cứu được cái này nói chung có tên của mình vào đấy cũng được và phương pháp điều trị tận gốc bệnh viêm xoang mới nhất 2020 mươi mới nhất 2019 đấy nó phải có những từ khóa kiểu như vậy à có những cái tiêu đề dài như vậy nhớ là tiêu đề nên chứa từ khóa chứ đừng để có từ khóa với tiêu đề trùng nhau luôn này nó rất là cột nguồn cái tiêu đề của bài viết thì nó phải đến tận 12 đến 15 từ cơ đúng không nhỉ 12 15 đến 20 từ cơ thường là 15 từ dưới 15 từ là tốt còn đây là mới có 6 7 từ thì hơi ít gấp đôi lên rồi Điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Thế là ở đây có mỗi Đây 100 ký tự đầu tiên ở đây Thì bây giờ các có biết là gì ạ Thay cái từ này này Bằng nguyên tắc điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Bài thuốc điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Dựa trên lý luận đông y và y học hiện đại Đó. Thế nữa Thêm một cái y số 3 nữa đi Đây, đây mới có hai y chính thôi Y số 3 nữa là một số gợi ý để bạn có thể trị tận gốc bệnh viêm xoang, điều trị tận gốc bệnh viêm xoang. Thế là đã có ba cái, ba cái gì ạ? À? Y lớn này này, ba câu chốt này chứa được từ khóa rồi đúng không nhỉ? Thì trong này bắt đầu đến cái trích đi tiếp theo trong này là gì? Từ khóa xuất hiện một trăm từ đầu tiên có rồi, tiêu đề bài viết có rồi. Bây giờ xuất hiện một từ cuối cùng chưa có. Bài viết chia thành ba đoạn đoạn, mỗi đoạn có một câu chốt chứa từ khóa chưa có. Trong quá trình viết nội dung, thì từ khóa được lặp lại hoặc một phần từ khóa được lặp lại chưa có. Có thể để sản phẩm của mình vào đây cũng được Nhưng coi đó là một phần của giải pháp thôi Nhớ bạn viết những cái bài tư vấn như này này Mà bạn chỉ nói sản phẩm của mình ấy, thì người ta không mua đâu mà nói là à cái giải pháp gốc dễ nhất ấy, Đó là người ta phải thay đổi được cái thói quen gì đó của người ta Thế con liên quan đến vệ sinh này Liên quan đến ăn uống này Liên quan đến gì đó này Thì cái đấy mới là cái giải pháp lâu dài Còn giải pháp trước mắt Để người ta có thể giải quyết được vấn đề này Và ngăn chặn nó Để đảm bảo cho sức khỏe của mình không bị thuyên giảm nữa Thì là nên dùng những sản phẩm kiểu như này và nếu dùng sản phẩm khác thì nên lựa chọn những sản phẩm có những tiêu chí như thế nào đó Bạn phải thực sự tư vấn một cách công minh kiểu như vậy ấy, thì người ta mới tin Rồi Đoạn cuối thế là chẳng có cái từ khóa nào đây cả Đoạn cuối thì thêm gì cả? à? Trên đây là Hoàng Bông đã chia sẻ cho các bạn Bí kíp để điều trị tận gốc bệnh viêm xoang Và trong quá trình tư vấn của mình thì Hoàng Bông cũng đã giúp cho rất nhiều các chị em Giúp được cho cả họ và gia đình của họ giải quyết được vấn đề này đó, nên là chị em thực sự có cần sự tư vấn gì thì gọi điện cho số điện thoại như thế này, như thế này, như thế này này. Hoàng bông sẽ phỏng vấn trước xem tình hình của chị em như thế nào và hướng dẫn chị em các cách vô cùng đơn giản. Đấy. Mặc dù trên mình có thể nói về sản phẩm rồi. Thì bài nên nó hay được. Rồi, Hoàng bông cũng sửa lại bài, xem lại cái bài mà thầy vừa đã chữa cho bạn Thảo ở phía trước nữa để mình tích hợp kinh nghiệm vào đây mình sửa bài cho mình, chuẩn bị sẵn 3 đến 5 cái ảnh à, có chứa mình này có chứa mình chụp cùng sản phẩm ví dụ kiểu như vậy và cũng làm sẵn một cái video đấy nhá làm sẵn một cái video là phương pháp điều trị tận gốc bệnh viêm xoang mới nhất 2020 đấy Đó là đọc lại y nguyên như này thôi cũng được rồi y nguyên như đã phải đã sửa đã nhá quên <laughs> rồi bây giờ đến bài tiếp theo một số bạn thích nhận này đúng không tài liệu này đúng không ok không phải ghi đâu tí nữa kéo xuống phần dưới của cái video này bạn đang xem video trên youtube thì đăng ký vào kênh youtube này ấn vào nút like video này xong kéo xuống phía dưới để xem cái phần bình luận youtube ấy, thì thầy dự sẽ để cái đường link tài liệu này dưới phần bình luận đấy vậy là từ khóa này có vẻ là được rồi nhưng mà viết lại không biết cách để cần chèn từ khóa vào bây giờ chữa bài của bạn răng xào <laughs> từ khóa cách giảm cân bằng nước nước ép rau cần tây cách giảm cân bằng nước ép rau cần tây từ khóa dài thế 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok thử xem nào cách giảm cân bằng nước ép rau cần tây <laughs> từ khóa là giảm cân bằng nước ép rau cần tây ok hai bốn sáu tám rồi, con cho F này. giảm cân bằng nước ép rau cần tây. Rồi. <laughs> cái tiêu đề của bạn ấy đây, tiêu đề phải viết đây, giảm cân bằng nước ép rau cần tây thì lại giúp kinh nghiệm là có từ khóa rồi ok đảm bảo được một trong năm lít này rồi từ khóa xuất hiện ở đầu bài viết rồi nhưng tiêu đề này nó vẫn quá ngắn và nó nó chưa tạo ra cái, cái lời kêu gọi hành động được để bởi vì nếu người ta xuất ở trên này nhá người ta xuất là giảm cân bằng nước ép rau cần tây cứ kiểu như vậy đấy thì thấy không thấy những cái bài viết như này Kiểu gì bài viết bạn này mà viết ngon thì kiểu gì cũng liên tốt luôn Tại vì không có cái bài viết nào người ta đang có cái tiêu đề chống mình cả Thì mình sẽ viết là Giảm cân bằng nước ép rau cần tây Thì mình có thể là gì ạ Là 8 bí kíp giảm cân bằng nước ép rau cần tây Gạch ngang đã trải nghiệm thành công Hoặc là gì ạ Bí kíp giảm cân bằng nước ép rau cần tây Gạch ngang chia sẻ bởi Thu Giang Hoặc chia sẻ với Giang còi <laughs> Đấy Thì tự nhiên là gì ạ răng còi, răng xào tên của em ấy Hay lắm Và muốn bài viết này hay ấy, Thì thực ra trước lúc viết mình nên tham khảo những bài viết ở trên này trước này Xong mình sẽ kế thừa nó không phải copy nó nhé Kế thừa để chọn những gì hay Nên là tiêu đề này Cần phải sửa lại cho nó dài hơn, có sức hành động hơn Tiêu đề hay là cái tiêu đề mà có thể chứa những cái Từ khóa như bí kíp này à, kinh nghiệm này là bài học này các bước này hoặc là danh sách những điều cần làm này ở phía đuôi này thì thường nhắc đến có tên người này hoặc là mới nhất 2020 này đơn giản nhất này miễn phí này đấy những từ khóa kiểu như vậy bạn cứ lên mạng còn tham khảo tiêu đề của bạn khác viết nhà mình viết hệ OK, đây các tiêu đề này OK rồi này. Chào lưu giảm cân nước ép sau cần tây có thực sự hiệu quả? Cách giảm cân nước ép sau cần tây tốt. Tiêu đề rất tốt, tốt. Cảm ơn cần tây khá hiệu quả. Tuy nhiên chị em cần lưu ý, Thế đây là gì ạ? Mách nhỏ với những người lần đầu tiên giảm cân bằng nước ép sau cần tây. Đấy, đấy. Đi dài ra đấy? Để cả một cái câu chốt này nó có chứa từ khóa này thì được rồi. Tốt. Nhưng bây giờ còn thiếu là gì à? Nước ép rau cần tây, đây là một phần từ khóa đúng không? Đấy rồi, được nhắc lại trong này rồi cũng rất ok rồi đấy. Đó, thì mình tiêu đề mình có rồi, thì trong cái phần nội dung chính chính này này, thì mình nên nhắc lại cái từ là nước ép rau cần tây hoặc là giảm cân hoặc là giảm cân bằng nước ép, đấy những cái từ khóa mà được chia nhỏ ra như vậy. Bài có sang sao khá là tốt rồi đấy. Và lưu ý nữa là những cái đoạn này, này mình phải viết dài nữa ra, phải dài gấp đôi ra. Những đoạn này phải dài gấp đôi ra. Những đoạn này thì tạm được rồi. Và nhớ này, hãy viết bằng uy tín cá nhân của mình ấy. Ví dụ ở đây bạn nhìn là chia sẻ bí kíp giảm cân hoặc là kinh nghiệm giảm cân bằng nước ép rau cần tây gạch ngang chia sẻ bởi Giang Sào. Thì phần đầu tiên này này gì ạ? Là chào các bạn, tôi là Giang, một người đang nghiên cứu rất sâu về giảm cân và tôi thấy dạo này có rất nhiều bạn đang tìm trên internet từ khóa cách giảm cân hoặc là bí kíp giảm cân nước ép rau cần tây và bằng cái trải nghiệm của mình cộng với sự nghiên cứu của những chị em đã giảm được cân từ nước rau cần tây tôi muốn cho bạn những kiến thức vô cùng đúng về từ khóa này đấy tức là có sự hiện diện của cá nhân của mình trong đấy nhớ nhá tất cả các bạn nào đã viết bài và nếu chưa có sự hiện diện cá nhân của mình trong cái bài viết đấy thì thực sự đấy là một bài viết mà nó không củng cố được uy tín cá nhân của bạn đâu hiểu tưởng thấy dữ thế giới như nhỉ Đấy, và dưới này thì bạn đã nhắc lại tên bạn Tóm lại là bạn phải viết làm sao để ở đây Người ta có thể là thấy được từ khóa người ta cần phải tìm Nước ép rau cần tây ok rồi Họ còn có thể là biết được các bạn nữa Và hãy chuẩn bị những cái bức ảnh mà có cả sản phẩm của bạn Những bức ảnh mà có cả khuôn mặt của bạn nữa Để chuẩn bị thực hành đăng lên nhá Ok, răng xào viết dài hơn cho từng cái này một tí nữa và Nếu mà bí từ quá không thể viết dài hơn nữa Thì không sao cả, chuyển luôn sang cái bước là làm video tạo ra cái tiêu đề dài một tí xong làm một cái video nói là y nguyên nội dung này cho lên youtube đi để chuẩn bị chúng ta sẽ thực hành đăng cái bài này lên web nhúng video và cho cho gì à? cho ảnh vào để nó thành một bài viết cực kỳ ngon và sau này ai sẽ sơ là cách giảm cân bằng nước ép rau cần tây sẽ thấy được bài viết của em và em sẽ có khách hàng từ đó yes chúc mừng em đang sao này rất tiến bộ ấy. đợi ngốc rồi đấy <cười> <cười> ok đấy là bài viết số số 3 rồi nhỉ? chữa tiếp một bài nữa nha Lê Thị Thảo Lê Thị Thảo là bài nào đây Lê Thảo chữa rồi sao mà vệ sinh vùng kín chữa rồi đúng không nhỉ sự lựa chọn phù hợp ok chữa cho bài Kiều Nhung Kiều Nhung cô giáo Kiều Nhung sự lựa chọn phù hợp trong kinh doanh online rồi chúng ta sẽ sự lựa chọn phù hợp Rồi Sự lựa chọn phù hợp cho kinh doanh online Tiêu đề có Tốt 100 từ đầu tiên Có Ok Nhưng ở dưới này thì chưa có từ khóa Ờ oh. À có Dưới này có một số từ khóa Ok Cuối cùng có từ khóa Tốt Tiêu đề có tốt 100 trong từ khóa đầu tiên tốt Nhưng ở đây này Sự lựa chọn phù hợp số 1 Sự lựa chọn phù hợp số 2 Sự lựa chọn phù hợp số 3 Số 4, số 5 Sự lựa chọn số Đấy, thêm chút phù hợp đây này Người đồng hành Bởi vì sao? Bởi vì từ khóa của em là từ khóa nó quá ngắn Sự lựa chọn phù hợp có 5 từ thôi Nên là 5 từ đấy Nếu mà từ khóa nó dài quá Nó từ 6 đến 10 từ ấy Thì em có thể tách ra cũng được Là sự lựa chọn Hệ thống số 3 Thì ở đây nó vừa có À đây còn thiếu thiếu này. Thiếu từ sự ở đây này, sự lựa chọn số 3, hệ thống phù hợp thì tổng vào nó cũng có đủ từ khóa thì cũng được. Nhưng vì từ khóa của em ngắn, nhỏ hơn 6 từ nên là nên để là sự lựa chọn phù hợp số 1, sự lựa chọn phù hợp số 2, sự lựa chọn phù hợp số 3. nó thỉnh thoảng cái số 4 là sự lựa chọn số 4. Hai chấm, người thầy phù hợp. Đấy, thì mình trao đổi kiểu như vậy. Thực ra với cái từ khóa ngắn kiểu 5 từ ghép với nhau thì bạn không cần phải tách cứ cho nó đi cùng nhau luôn luôn cũng được, ok. thì những cái này cần phải viết sâu hơn nữa, đó, viết sâu hơn nữa. vì vậy viết này chủ đề nó rất là hay, Và hay nó lại rộng nữa. nên là khi em viết một cái gì đó, thì em nên lấy ví dụ minh họa một tí, có bổ sung một tí ví dụ minh họa vào. là cá nhân em như thế nào, đây là ở đây có nhắc đến cá nhân này mình là, sự lựa chọn mục tiêu phù hợp. Thì đây là những cái thứ nên mang tính rất là gạch đầu dòng Đúng không nhỉ Đấy Thêm cái trải nghiệm cá nhân của mình ở trong này Thêm cả nhận trải nghiệm cá nhân của mình ở trong này Hoặc là trải nghiệm mình quan sát được người khác ở trong này Đó thì bài viết này nó sẽ cực hay Rồi Thế bây giờ sẽ gợi ý thêm là cách viết lại cái tiêu đề này sự lựa chọn phù hợp trong kinh doanh online thì bạn có ghi ở đây ví dụ như là bốn sự lựa chọn phù hợp giúp bạn đột phá nhanh chóng trong kinh doanh online bốn sự lựa chọn phù hợp giúp bạn tăng tốc kiếm tiền tết từ bán hàng online tăng kiếm tốc kiếm tiền tết 2020 từ bán hàng online đấy tiêu đề nó phải có sức mạnh nó tạo cảm xúc như vậy chứ và cũng góp thêm là ok mặc dù từ khóa này viết như vậy về phần seo là khá là lâu rồi bài trí cũng tạm tạm rồi bổ sung thêm cái việc là cho từ khóa vào các tiêu đề này phù hợp hơn bổ sung các từ khóa vào những cái đoạn này phù hợp hơn thì lần sau khi chọn từ khóa ấy, thì đừng chọn những từ khóa kiểu như này bởi vì chẳng ai người ta lên mạng người ta search là sự lựa chọn phù hợp đâu người ta tìm người yêu cái gì người ta search là cái này nhưng mà hãy chọn những cái từ khóa nào mà nó thực sự nó nó gắn liền hơn với việc kinh doanh online ấy. đó ví dụ như là bí kíp chọn sản phẩm phù hợp trong kinh doanh online đấy thì đọc cái tiêu đề phát bí kíp chọn sản phẩm phù hợp trong kinh doanh online hoặc là bí kíp chọn gì à bí kíp chọn sản phẩm phù hợp rồi bí kíp chọn cái gì đây nữa viết nhỏ thôi được bí kíp chọn hệ thống phù hợp để tăng tốc kinh doanh online đó thì cần những cái từ khóa nào nó 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 tập trung hơn mình phải tưởng tượng là mình đang viết về chủ đề bán hàng online và giả sử như mình đóng vai trò là người đọc tiềm năng ấy thì liệu rằng mình mà đang băn khoăn về cái chủ đề này mình có sức cái từ khóa này không cứ nghĩ đã không cần một công cụ ok thế là sau khuyến khích phải chọn từ khóa đúng theo hướng dẫn mới đầu tiên thì cứ chọn từ khóa từ 6 đến 10 từ từ khóa dài nhưng mà bài này để thực hành thì cũng tạo được rồi <laughs> ok về phần SEO khá ok mỗi rút kinh nghiệm lần sau khi mà